Trần Bảo Toàn với niềm hy vọng sau một chiếc cúp. Là viện binh được VFF bổ sung thêm sang Campuchia tham dự giải U23 Đông Nam Á sau khi đội gần mất hết lực lượng vì Covid-19. Tiền vệ Trần Bảo Toàn đã nhanh chóng chứng tỏ được thực lực và ghi điểm với bàn thắng quý giá giúp U23 Việt Nam đoạt chức vô địch. Có thể việc sinh năm 2000 nên anh nằm ngoài kế hoạch thử nghiệm các cầu thủ trẻ thuộc lứa U21 của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Song kết duyên đến với Bảo Toàn và phần còn lại đã trở thành lịch sử. Sự xuất hiện của tiền vệ thuộc Gen Z ở giải lần này đã góp công lớn vào danh hiệu vô địch. Hy vọng sau những gì đã thể hiện sẽ giúp cho Bảo Toàn thêm sự tự tin và có động lực để hướng tới tương lai. Và nếu tiếp tục có những tiến bộ trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian tới, thì viễn cảnh anh được thầy Park trọng dụng xếp đá chính trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games là hoàn toàn có thể thành hiện thực. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.